Mới chớp mắt một cái, 3 tháng nghỉ hè dữ dội của đời học sinh đã qua đi rồi sao? Hôm nay tiếng trống trường đã vang lên, tung tung tung, báo hiệu một năm học mới bắt đầu rồi kìa anh chị em ơi. Khai giảng rồi mà bạn vẫn ngồi đây hả? Biết ngày khai giảng đầu tiên của học sinh Việt Nam trông như thế nào không? Trong lễ khai giảng có gì bí ẩn mà chưa thầy cô nào kể cho bạn biết? Nếu bạn đã sẵn sàng thì chúng ta cùng đi tổ chức khai giảng bí mật ngay bây giờ nhé. Bạn sẽ có một khai giảng đáng nhớ nhất trong cuộc đời nếu như trả lời đúng câu hỏi đầu tiên này. Đâu là hoạt động ngày khai giảng, trao cờ, văn nghệ, thầy hiệu trưởng đánh trống hay chơi trò chơi? Chào cờ nghiêm trang nè. Chào cờ. Chờ. Văn nghệ văn gừng sôi động. Lại có tiếng trống trường tung tung vang lên nữa. Ôi, hết hè thật rồi. Một năm học mới thật rực rỡ và một đống bài tập đã đến. Tự nhiên mình thấy hào hứng và nôn nao ghê. Mà nhá, đi khai giảng năm 2023 này lạ lắm ý. Nhanh trí còn thấy vô vàn điều bí ẩn và thú vị khác nữa cô. Các bạn nghe thấy tiếng gì không? Mới khai giảng chưa vào tiết học mà thầy đã đánh trống rồi. Đố bạn biết tại sao lại khai trống trong lễ khai giảng vậy nhỉ? Để báo hiệu năm học mới, để cho học sinh vui hơn hay để chào đón điều tốt đẹp nào đó? Vừa để báo hiệu năm học mới, vừa để chào đón điều tốt đẹp tới với học sinh và nhà trường. Sau 3 tháng nghỉ hè, hàng cây, mái trường, bàn ghế nằm im ắng đấy. Sớm thu rộn rã sân trường, cờ đua sắc nắng gió vương trên cành. Hàng cây nghiêng bóng mát lành, trống trường rộn rã kết thành lời ca. Đây đơn giản là một bài thơ về khai giảng mà Nhanh Trí sưu tầm được thôi. Bạn có biết bài thơ nào hay hơn không thì comment xuống bên dưới solo với Nhanh Trí nhé. Câu hỏi số 3, chiếc trống nào có logo của Nhanh Trí? Đố bạn tìm ra trong 7 giây. Ai nhìn ra cái trống này đầu tiên thì xếp hàng vào đây nào. Các bạn tinh mắt và nhanh như siêu nhân. Cỡ này thì có mà năm nay ẵm được toàn điểm 9 điểm 10 mỏi tay ý chứ. Chúc mừng các bạn nhé. Trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè lớp 3C có cô giáo mới. Cô giáo yêu cầu các em hãy giới thiệu đôi nét về bản thân và gia đình mình. Các bạn ở bên dưới rất hào hứng và lần lượt giới thiệu, người thì bố làm công an, người thì mẹ là kỹ sư, người lại là bác sĩ, đến lượt Mai, bố mẹ bạn ấy là lao công quét rác. Nghe thấy thế, cả lớp cười phá lên trêu chọc Mai, khiến Mai ngại ngùng xấu hổ. Ô kìa, nếu bạn là học sinh của lớp Mai thì lúc ấy bạn sẽ làm gì? Trêu đùa bạn ấy luôn, coi thường bạn ấy hay sẽ cảm ơn bạn ấy đây? Ồ, bạn là một người con thật có hiếu và là một người bạn tốt bụng đấy. Chúng ta không nên cười mà cần phải cảm ơn bố mẹ của Mai. Vì những người như bố mẹ của bạn ấy đã giữ cho phố phường sạch sẽ này. Không có nghề nào là tầm thường cả, chỉ có những kẻ lười biếng, vô công rồi nghề mới đáng xấu hổ thôi. Bạn có thấy ý kiến này của Nhanh Trí đúng không? Chúng mình cùng chia sẻ rộng rãi để cho học sinh cả trường biết đến nhé. Còn bây giờ, dù có dự 10 cái khai giảng rồi, bạn cũng chưa chắc đoán được đâu. Đây là hoạt động gì trong ngày khai giảng? Ồ, vừa là con ngoan trò giỏi, lại còn suy luận nhanh thì quả thực bạn rất xuất sắc đấy. Đó là đọc thư của Bác Hồ. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Đó là lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, trích trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đã hơn 70 năm trôi qua, trong ngày khai giảng, lời Bác dạy vẫn còn đó. Bác ơi, chúng cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để đưa đất nước phát triển và không phụ lòng mong mỏi của Bác đâu ạ. Vừa qua ngày mùng 2 tháng 9 xong, lại đến ngày mùng 5 tháng 9 được đọc thư của Bác. Như vậy mới thấy học sinh chúng mình rất được ưu ái đấy chứ. Bạn nào mà đồng ý với Nhanh Trí thì để lại một like cho mình biết với nhé. Này, khai thật đi, bạn vừa dự lễ khai giảng với cảm xúc như thế nào? Vui vẻ hay buồn ngủ ỉu xìu? Ồ,
Một điều này dĩ nhiên phụ thuộc vào mỗi bạn rồi, mà bạn nói ra thì nhanh trí mới biết được chứ. Còn sau đây là những hình ảnh các bạn hân hoan hồ hởi háo hức ngày khai giảng được các camera bằng cơm ở các ngôi trường ghi lại. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Tôi lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân, quê hương tươi vui chạy hồi. Có bạn nào thấy bóng dáng mình quen quen ở trong đó không? Hí, nhanh trí thì ngày xưa có ngáp ngủ một chút đấy, nhưng mà cực kỳ hân hoan hồ hởi háo hức nha. Nào, hết hè rồi, lấy lại tinh thần năm học mới đi chứ. Câu hỏi số 7 tiếp theo sẽ giúp bạn vô cùng tự hào về bộ đồng phục học sinh của mình đấy. Tuy nhiên câu hỏi này hơi xoắn não một tí, các bạn nhớ tập trung nha. Đố các bạn tìm ra đâu là đồng phục học sinh thời xưa đấy. Có vẻ hơi xa lạ với chúng ta, nhưng đây chính là đồng phục đi học thời ông bà bố mẹ. Với khăn quàng đỏ thắm cùng chiếc nón rơm để tránh bom là đồng phục một thời, dù khi ấy vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng không thể ngăn cản bước chân tới trường của học sinh Việt Nam được đâu. Qua các thời kỳ thì học sinh Việt Nam ngày nay vẫn có tinh thần hiếu học và vô cùng dũng cảm như vậy, có phải không nào các bạn ơi? Kế đến là một bí mật, bạn có muốn được cả lớp châm chô không? Hãy giải bí mật này nhé! Liệu rằng bạn có biết ngày nào trong năm cả nước sẽ khai giảng cùng nhau không nhỉ? Này, không phải mỗi trường bạn là ngày mùng 5 tháng 9 đâu nhé, mà ngày này học sinh trên cả nước sẽ được khai giảng cùng nhau. Ngày mùng 5 tháng 9 năm 1945, 3 ngày sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã diễn ra ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Kể từ đó, ngày mùng 5 tháng 9 đã trở thành ngày khai giảng năm học mới của học sinh trên khắp cả nước. Ngày nay có một vài lý do đặc biệt nên một số trường đã thay đổi khai giảng, chọn ngày khai giảng khác rồi. Không biết có bạn nào đã khai giảng trước ngày mùng 5 tháng 9 hay khai giảng sau ngày mùng 5 tháng 9 chưa? Các bạn có thể comment xuống bên dưới để cho nhanh trí biết được những cái điều độc lạ đó nhé. Ai sao đỏ không? Ai sao đỏ nào? Ở đây có bạn nào từng làm sao đỏ không nhỉ? Super soi hộ nhanh trí xem ai đang chào cờ sai với. Nghỉ hè lâu quá nên bạn nữ kia quên mất cách chào cờ rồi. Tay để gì mà cao thế, mà khăn quàng của bạn cũng thắt sai nữa. Ôi ôi, ai là lớp trưởng của bạn ấy thế? Dạy lại bạn ấy cách chào cờ đi nha. Và để có một ngày khai giảng thật rực rỡ, rung rinh và lung linh cho năm học mới thì nhất định bạn phải biết điều này. Có một câu mà chúng ta thường hay nhắc đi nhắc lại, đó là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vậy không biết trong ngày khai giảng của chúng mình như thế thì có phải kiêng kỵ điều gì không nhỉ? Kiêng đi muộn, kiêng ăn mực hay kiêng gọi tên nhau? Chắc chắn là học sinh ngoan sẽ trả lời đúng rồi, không nên đi muộn các bạn nhé. Vì ngày khai giảng năm học mới cũng như đón một năm mới vậy đó. Ngày đầu đã đi muộn rồi, lỡ cả năm đi muộn thì quá là su cả na luôn. Ây da, mình không muốn bị sao đỏ ghi tên vào sổ ngay từ đầu năm học mới đâu. Đằng sau không khí tưng bừng ngày khai giảng đó có những khoảnh khắc khiến bất cứ ai cũng cay xè mắt về người không được đi khai giảng các bạn ạ. Không biết trong ngày khai giảng đó ai mới là người không được đi đây? Người lớn tuổi, trẻ em khuyết tật hay trẻ em lang thang? Các bạn ơi, các bạn hãy thấy mình thật may mắn đi, vì ẩn đâu đó trong không khí rộn ràng ấy lại là một cuộc sống khác của những bạn lang thang nơi đầu đường xó chợ. Ngày mà chúng ta đi khai giảng thì các bạn ấy lại chật vật mưu sinh. Như bức ảnh chúng mình đang nhìn thấy, khoảnh khắc cậu bạn ấy đứng bên lề đường, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn, nhìn theo các bạn cùng trang lứa được bố mẹ dắt tay đi dự lễ khai giảng, hay như cảnh một cô bé gái với dáng người nhỏ nhắn mang trên mình bộ quần áo cũ, đứng lặng người bên ngoài cánh cổng trường tiểu học. Ôi, ở bên trong vui biết bao nhiêu, có lẽ ước mơ của các bạn ấy đơn giản chỉ là được đến trường nhưng không thể được. Các bạn thấy sao khi thấy mình thật may mắn hơn rất nhiều số phận khác? Trái ngược với đó là lễ khai giảng của ngôi trường con nhà giàu, học phí nửa tỷ một năm ở Việt Nam. Bạn có tin nổi điều này không? Ngay bây giờ cùng nhanh trí đột nhập nhé! Trường học con nhà giàu khai giảng có gì? Học sinh được tặng tiền, học sinh được mặc vest đến trường hay có ca sĩ nổi tiếng về trường biểu diễn nhỉ?
Ở đây học sinh không cần mặc áo trắng và đeo khăn quàng đỏ các bạn ạ. Các bạn ấy được mặc vest rất xịn với chiếc cà vạt màu hồng, nhìn cứ như tài tử bên Hàn Quốc ý. Đây là trường TH School ở Hà Nội. Trong ngày khai giảng, các bạn ấy sẽ được phát mỗi người một chiếc chuông chỉ để rung lên ở phần đầu lễ như một nghi thức chào đón điều mới mẻ tốt đẹp trong năm học mới. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, chúng mình không nghĩ ở Việt Nam có như vậy đúng không? Vì đây là một trường học được xếp trong top những trường học đắt đỏ nhất Việt Nam đấy. Nhanh chỉ nghĩ, ai cũng cảm thấy ao ước và cảm thấy các bạn ấy quá may mắn. Còn trái ngược với các rich kid đó là hình ảnh các bạn học sinh vùng cao trong ngày tựu trường, không có cờ hoa, không có quần áo đẹp, không có điện và không có cả một lớp học tử tế, thật khiến nhiều người xót xa. Vậy nên chúng mình hãy trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ để giúp đỡ những bạn ở vùng sâu vùng xa nhé. Vậy thì làm thế nào? Trả lời cùng Nhanh Trí câu hỏi tiếp theo. Đây là hoạt động gì trong ngày khai giảng? Đây chính là nghi thức đón các bạn học sinh mới nhập trường, có thể là lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Wow, năm nay bạn nào mới chuyển cấp thế? Nếu mà đang xem ở đây thì comment thử cái cảm xúc vào trường mới xem sao nhé. Trên tay cầm cờ, tiến vào trường, được các thầy cô chào đón. Với tất cả tình yêu thương, các cô, các thầy sẽ dạy dỗ các con đến bến bờ tương lai. Hẳn là một cảm giác khó quên đây. Nhắc đến Nhanh Trí còn nổi da gà vì xúc động đó. Ôn lại một chút kiến thức âm nhạc nhân ngày khai trường nào. Đã đến giờ vui vẻ rồi. Các bạn cùng Nhanh Trí lắng tai nghe thật kỹ và đoán tên bài hát này nhé. Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền, như yêu quê hương, cắp sách tới trường trong muôn vàn yêu thương. Nhanh Trí hát có hay không nhỉ? Yêu ơi, ngại quá, nhưng mà hát hay không bằng hay hát mà. Hi, các bạn nhớ ủng hộ Nhanh Trí một like để cho Nhanh Trí đỡ ngại nhé. Buổi khai giảng online của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn năm học mới sẽ thông minh hơn, học giỏi hơn và đừng quên ghé thăm Nhanh Trí lúc 11 giờ trưa hàng ngày nhé.